Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, mình đang ở cửa hàng này. Mình thấy có một cái xếp tổ, ba cái bát tô to. Thế là mình ăn rất là vui. Mình có cái để mình khoe với mọi người. Và mình giới thiệu đến mọi người xem có ai mua không. Đây, ba cái. Một, hai, ba, ba cái, một xếp tổ luôn. Bây giờ mình sẽ đo từng cái một cho mọi người xem nhé. Bát này, đây mình quay sơ qua một chút. Xong lát nữa mình đo vậy. Đấy, đây, cái này, bát này là bát to nhất. Đấy, bạn tiếp xúc quanh nó đây mọi người. Toàn bộ vẽ bằng tay luôn. Rất là đẹp. Đấy. Bát này cổ từ ngày xưa rất lâu đời rồi thì nó sẽ không có dấu mọi người nhé. Không phải là không có dấu mà là đồ hàng giả nhé mọi người nhé. Đồ hàng thật đấy mọi người. Rất là đẹp luôn. Ừ, đây, mình sẽ quay chi tiết trong cho mọi người. Đấy, đẹp chưa? Chi tiết kín luôn cả một cái bát tô luôn. Không có một chỗ nào là họ cả. Một đàn vạc luôn nhá. Vạc cò xếu mọi người nhá. Đấy. Ba cái thì là họa tiết của nó giống nhau mọi người nhá. Nhưng là một xếp tụ họa tiết giống nhau. Nên là mình chỉ quay một cái họa tiết của cái bát này to nhất là mình quay kỹ. Còn hai cái này mình sẽ chỉ lát nữa mình chỉ quay sơ qua thôi. Nên là mình quay cái bát này nó sẽ hơi lâu một chút mọi người nhá. Mọi người xem video của mình, mọi người cứ bình tĩnh thôi. Không nên hồi hộp. Mình sẽ quay cả ba cái cho mọi người xem. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, cái này là cái thứ hai. Nhỏ hơn một chút thôi. Đấy. Đít vào đây, sờ đít nữa cái cho nó đỏ. Đấy, đây, mặt trong này mà rất là đẹp luôn. Đây, đây cái nhỏ nhất đây, đấy, ít không có một vết sứt mẻ gì mọi người nhá, nguyên vẹn hết, đẹp luôn, không có một lỗi gì. Cái này nó chỉ có một cái lỗi rất lớn mọi người ạ. Là nghệ sĩ người ta viết, một nghệ nhân người ta vẽ quá đẹp luôn. Đấy là cái lỗi của người ta vẽ đẹp quá mọi người. Đấy, bây giờ mình sẽ đặt xuống đây để mình lấy thước, mình sẽ đo từng một sản phẩm cho mọi người xem. Đây, mình sẽ đo cái bát to trước. Mặt của nó là khoảng 31 mọi người nhé. Chiều mặt của nó 31, chiều cao của nó là 13,5. Đây, mình ở cái bậc này nó cao hơn một chút thì là nó vào 13, còn ở cái chỗ này thì nó bằng với cái đáy là 13,5. Cái này của nó là 12,5 mọi người nhé, 12,5, mặt của nó 28. Đấy. Cái này mặt nó 28, cao của nó là 12,5, còn cái này bé nhất là mặt của nó 24,5, chiều cao của nó 11,5 mọi người. Đấy, tổng ba cái này mình sẽ đẩy nó sát lại đây để mình đo tổng ba cái chiều dài của nó bao nhiêu mọi người nhé. Ba cái tổng thể của nó như này thì khó biết, lít ra một tí để mình biết được. Đấy, tổng thể của ba cái này là của nó là 83,5 và 84 mọi người nhé. Đấy, mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đấy, mọi người ai mà muốn mua cái này thì cứ liên hệ với mình nhé, mình sẽ lấy cho các bạn. Thông tin liên hệ thì mình sẽ để ở phần mô tả của video. Nên là mọi người nào ai mà muốn mua thì cứ bấm vào phần mô tả thì để liên hệ với mình nhé, qua Zalo hoặc Facebook hay Viber hoặc là Line, mình có hết mọi người nhá. Mọi người ai cần thì cứ liên hệ với mình nhá. Rồi, thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người.